Quý vị, phòng chống tham nhũng tiêu cực là một công việc lâu dài, phức tạp, đòi hỏi bền bỉ, không ngừng nghỉ. Năm 2022, các cơ quan sẽ quyết tâm cao hơn, bài bản hơn nữa, tiếp tục hoàn thiện thể chế để cán bộ, đảng viên không dám tham nhũng. Đây là thông tin tại cuộc họp báo thông tin kết quả phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Ban Nội chính Trung ương tổ chức chiều nay. Trong năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao vi phạm liên quan đến tham nhũng tiêu cực. Có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tăng 15 trường hợp so với năm 2020. Đã kiến nghị xử lý tài chính thu hồi gần 82.000 tỷ đồng và 811 hectare đất, kiến nghị xử lý hành chính hơn 2.200 tập thể và hơn 6.100 cá nhân, nhất là đã hoàn thành thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư, đấu thầu thuốc chữa bệnh, việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại 3 tập đoàn tổng công ty. Công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra kiểm toán được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Tôi nói ví dụ như ủy ban kiểm tra mà muốn xử lý cán bộ đảng viên mà trong tình hình dịch bệnh như thế này là khó lắm đấy. Hoặc là điều tra, truy tố, xét xử cũng thế. Anh em lực lượng ở Bộ Công an trao đổi với tôi rằng là gì? Để phá được những cái vụ án lớn như vừa rồi là anh em trinh sát nằm ở vùng dịch, tâm dịch cả năm trời mới có những cái thông tin, mới có những cái tài liệu để phá án như thế. Những tồn tại được chỉ ra là tham nhũng tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tinh vi, phức tạp. Nhiều cán bộ giữ cương vị quản lý, đội ngũ cán bộ đảng viên suy thoái, thoái hóa, biến chất. Liên quan đến vụ Việt Á, Ban Nội chính Trung ương cho biết hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang xem xét các tổ chức cá nhân liên quan đến sai phạm này. Các cơ quan chức năng vào làm việc thực hiện theo quy chế phối hợp, theo quy định của Đảng, pháp luật để xử lý đúng, nghiêm minh, không chồng chéo, không ảnh hưởng đến hoạt động đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không ảnh hưởng đến hoạt động chống dịch. Chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã bác bỏ thông tin của tờ China Daily cho rằng là Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển có vũ trang, khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không đúng với sự thật. Cụ thể, tờ China Daily gần đây đăng tải thông tin cho rằng các thuyền đánh cá Việt Nam có lực lượng dân quân tự vệ có trang bị vũ khí, cho rằng Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển và điều này có thể gây căng thẳng cho những tranh chấp hiện nay ở Biển Đông, khả năng cao dẫn đến các cuộc chạm trán. Tại cuộc họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng một lần nữa nhấn mạnh Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng an ninh hòa bình và tự vệ. Hoạt động của các lực lượng chức năng Việt Nam tuyệt đối tuân theo pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào duy trì khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong và ngoài khu vực cùng đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào mục tiêu này. Những lỗ hổng từ các cuộc đấu giá đất trong thời gian qua đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan chức năng trong việc đảm bảo mục tiêu công bằng, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Để tránh nhiễu loạn thị trường bất động sản từ các cuộc đấu giá đất, theo các chuyên gia, thì quan trọng nhất là phải thẩm định được năng lực tài chính của các nhà đầu tư tham gia đấu giá. Thậm chí là phải có quy định ngân hàng bảo lãnh để đảm bảo là sau khi chúng đấu giá cao thì nhà đầu tư sẽ không bỏ cọc như trường hợp của công ty ngôi sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa qua. Việc các nhà đầu tư tham gia đấu giá trả giá cao gấp nhiều lần so với mức giá khởi điểm đã thiết lập mặt bằng giá mới cho khu đất được đưa ra đấu giá và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, nhiều trường hợp mua bằng mọi giá của nhiều nhà đầu tư sau đó lại bỏ cọc đã có những tác động tiêu cực nhất định đến mặt bằng giá đất tại thời điểm đó, khiến thị trường bị nhiễu loạn như vụ việc của Tân Hoàng Minh tại khu đô thị Thủ Thiêm vừa qua. Thực tế này khiến nhiều chuyên gia cho rằng cần có những giải pháp liên quan đến việc thẩm định năng lực tài chính của các nhà đầu tư tham gia đấu giá và mức đặt cọc cần được tăng lên. Vấn đề tài chính, cái năng lực tài chính của người tham gia đấu giá là được kiểm tra và phải được đảm bảo trước phiên đấu giá. Theo tôi thì quan điểm là nâng từ là cọc càng cao lên càng cao càng tốt. Bây giờ chúng ta đang để 20%, chúng ta phải nâng lên 30%. Tôi cho rằng là việc đầu tiên ấy, là toàn bộ cái tiền mà chúng ta đã đưa ra quy định về đặt cọc. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta quy định đặt cọc 30%, thì anh tham gia đấu giá, anh chỉ cần vi phạm luật, đấy, nội quy của đấu giá là anh đã mất ngay cái tiền đặt cọc của anh. Bên cạnh đó,
Để tránh trường hợp các nhà đầu tư bỏ giá cao nhằm thiết lập mặt bằng giá mới cho khu vực xung quanh, sau đó lại bỏ cọc nhằm hưởng lợi từ mức giá mới tại phiên đấu giá. Phương án cần có bảo lãnh ngân hàng đối với các nhà đầu tư tham gia đấu giá cũng được đưa ra, thay vì sau khi có kết quả trúng đấu giá mới có ngân hàng bảo lãnh tín dụng như hiện nay. Trong hồ sơ của người tham gia đấu giá là phải có bảo lãnh ngân hàng. Nghĩa là gì? Anh phải đáp ứng đủ 100% năng lực. Trong trường hợp anh là người trúng đấu giá thì anh phải thực hiện được ngay cái hợp đồng đó. Tôi cho rằng là trước mắt, về mặt trước mắt thì là có thể là xây dựng cái cơ chế đó để đảm bảo cho những. Bởi vì là chúng ta hình dung như cái việc làm của Tân Hồng Minh vừa rồi là người ta trúng đấu giá xong người ta mới đề xuất bảo lãnh ngân hàng. Và điều đó có thể, như chúng ta thấy là nó sẽ tạo ra những cái không gian cho những cái can thiệp khác. Cái người đấu giá đó anh phải có cái năng lực để có khả năng thanh toán được ngay trong vòng 60 ngày. Và như vậy thì anh phải có cái tiềm lực tiền đó. Thì cái tiền này nó phải được chứng minh ở các cái ngân hàng. Tôi cho rằng phải nên đưa vào một cái điều kiện các ngân hàng phải đứng ra bảo lãnh cho cái điều kiện thanh toán. Nếu như những người đấu giá mà trúng đấu giá rồi mà lại không mua thì không chỉ mất cái tiền đặt cọc cao mà còn phải chịu cái trách nhiệm về phong tỏa cái tiền về bảo lãnh của ngân hàng và xử phạt theo cái bảo lãnh đó. Rõ ràng việc trúng đấu giá cao rồi xin bỏ cọc, hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá của Tân Hoàng Minh là một bài học cho thành phố Hồ Chí Minh về việc đấu giá các khu đất có tầm chiến lược trong quy hoạch và phát triển thành phố. Các chuyên gia cũng cho rằng không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà các địa phương khác trên cả nước hoàn toàn có thể xây dựng thêm những yêu cầu trong hồ sơ mời thầu để tìm được những nhà đầu tư chất lượng thay vì những nhà đầu tư chỉ trả giá cao để rồi bỏ cọc, khiến thị trường bị nhiễu loạn, khó kiểm soát như thời gian vừa qua. Năm qua, đấu giá đất đã tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách các địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, cùng với những mặt tích cực mà đấu giá đất đem lại thì gần đây, phương pháp này lại bộc lộ những bất cập nhất định. Đặc biệt là sau mỗi một phiên đấu giá thì thị trường bất động sản xung quanh cái khu vực đất đấu giá đã tăng một cách chóng mặt, thậm chí là giá nhảy múa theo từng giờ. Đây là hình ảnh tại một phiên đấu giá đất trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, được tổ chức cách đây không lâu. Hơn 700 lô đất được địa phương này đưa ra đấu giá, nhưng đã thu hút 10.000 bộ hồ sơ của các nhà đầu tư tham gia. Kết quả cho thấy, giá trị các lô đất tại đây đã tăng lên gấp 5 đến 6 lần so với giá khởi điểm ban đầu. Sau phiên đấu giá, mặt bằng giá đất khu vực xung quanh đã được thiết lập cao hơn so với trước gấp 3 đến 4 lần. Còn đây là khu đất tại khu đô thị Thủ Thiêm mà công ty cổ phần Ngôi Sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trúng đấu giá vào tháng 12 năm 2021 vừa qua. Sau khi có kết quả trúng đấu giá với mức cao đột biến là 2,4 tỷ đồng một mét vuông, giá đất khu vực xung quanh đã tăng nhanh một cách chóng mặt. Với mức giá này, ngay lập tức giá bất động sản ở khu vực Thủ Thiêm đã có sự nhảy múa. Sau khi có một cái tin tức đó của về khu vực bên đất Thủ Thiêm, thì gần như tất cả các khách hàng cũng như là các nhà đầu tư đều có những cái quyết định nhanh chóng hơn trong cái khoản đầu tư của mình. Tất cả những khách hàng nào đã mua sản phẩm từ trước á, khi mà có cái tin tức thì đều đang có một cái độ sinh lời rất là cao. Một số chủ đầu tư đã tạm đóng bảng hàng lại để xem nào mình có bị bán giá quá rẻ, quá hớ không, khi mà đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại không còn quỹ đất, không còn nhiều. Và bây giờ thì phải chắt chiu từng cơ hội một để mà làm sao mà tối đa hóa lợi nhuận. Để tạo ra những cơn sốt ảo tại các phiên đấu giá đất, giới đầu cơ đã liên kết cùng nhóm cỏ đất, liên tục tạo ra sự sôi động, mua bán nhanh chóng tại phiên đấu giá. Ngay cả những lô đất trong các phiên đấu giá được mua với giá cao đột biến, rồi bỏ cọc cũng đều nằm trong sự tính toán của giới đầu cơ. Đó là những gì mà giới đầu cơ đã và đang lợi dụng chính sách tại các phiên đấu giá đất được các địa phương tổ chức trong thời gian qua. Thông thường thì người ta hay gọi là cái chiêu trò đấu giá đưa cái giá thật cao lên, sau đó để làm giá cho thị trường, rồi là người ta sẽ được hưởng lợi bằng cái việc là bán đi những cái mảnh đất gần kề đó người ta đã có trước, và sau khi bán với giá cao rồi thì người ta sẽ bỏ cuộc. Và như vậy thì người ta được hưởng lợi từ cái việc là bán những các cái mảnh đất liền kề. Dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào để khẳng định việc Tân Hoàng Minh được hưởng lợi thông qua những chiêu trò như thế, nhưng không chỉ dừng lại ở việc mất tiền cọc 600 tỷ đồng. Cái mất lớn nhất của Tân Hoàng Minh đó chính là uy tín và thương hiệu đã được gây dựng từ nhiều năm trước đó.
Trong ngày mai, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường trong nước. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 1 đã tăng so với kỳ tính giá trước đó. Theo đó, thì giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình là 93,07 đô la Mỹ một thùng, còn giá xăng RON 95 là 94,88 đô la Mỹ một thùng. Như vậy là giá xăng RON 92 và giá xăng RON 95 ở chu kỳ này đều đã tăng gần 2% so với chu kỳ trước. Tương tự, thì giá dầu trên thị trường Singapore ở chu kỳ này cũng tăng so với kỳ tính giá trước đó. Giá dầu thô có ngày chạm mức 98,48 đô la Mỹ một thùng. Do giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng, nên giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh ngày mai, 21 tháng 1, cũng sẽ tăng theo giá xăng dầu của thế giới. Cần nâng cao hiệu quả điều hành, miệng nói tay làm, tránh nói nhiều, làm ít, nói không đi đôi với làm. Quyết liệt, không khoan nhượng với tiêu cực tham nhũng trong ngành y tế, để đội ngũ cán bộ y tế trong sạch, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi dự hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 diễn ra ngày hôm nay. Trong năm 2021, từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp, Việt Nam đã vượt lên là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Đến nay, tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên một mũi là 100%, hai mũi là 95%, người từ 12 tuổi đến 17 tuổi một mũi là 92%, hai mũi là 76%. Số ca nhiễm nhập viện, chuyển nặng, tử vong giảm rõ rệt. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục tập trung cho chương trình phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với biến chủng mới. Tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh, thần tốc hơn nữa về tốc độ bao phủ vaccine, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu như không hoàn thành được cái mục tiêu do chính phủ đề ra, thì cái việc tiêm chủng thì trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Mà thiếu vaccine là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hôm nay phải công bố rõ như thế. Nhưng các ông chí cứ nói là đề nghị là các cấp các ngành. Nó mênh mông lắm. Có hai cái chức danh thôi. Một là Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Cái thứ hai là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Có hai cái địa chỉ thôi. Lập chủ quyền toàn vẹn. Thủ tướng nhấn mạnh phải đảm bảo chủ động về thuốc. Bộ Y tế công bố các loại thuốc được thế giới công nhận theo quy trình, thủ tục nhanh nhất, chống đầu cơ, nâng giá, lũng đoạn thị trường, tiêu cực tham nhũng. Bộ Y tế và các địa phương khẩn trương nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở. Các biện pháp về phòng chống dịch là phải thống nhất trên toàn quốc. Thế còn cái gì mà trong cái nghị quyết 128 nói rõ rồi, cái gì mà trái với cái chung là anh phải báo cáo. Cái di chuyển trên đường là không có cái lây lan nhiều. Cái lây lan là cái tập trung đông người, thì ta có cái 5K rồi, có công thức rồi, đúng không? Thế vì thế cho nên không được ngăn sông cấm chợ cái di chuyển này. Chỉ có di chuyển ở trên các cái phương tiện công cộng lớn. Thủ tướng yêu cầu tổ chức tổng kết 2 năm phòng chống dịch để đánh giá khách quan, tổng thể, bài bản, rút ra các bài học kinh nghiệm. Về lâu dài, Thủ tướng yêu cầu quan tâm xử lý các vấn đề tâm lý xã hội, các di chứng sau đại dịch, xây dựng và phát triển môn khoa học nghiên cứu về COVID-19. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 để đạt mục tiêu đề ra. 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng và là năm có số thiệt hại thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Tuy nhiên, thiên tai diễn ra ngày càng cực đoan, bất thường, không theo quy luật. Do đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, kịp thời cứu hộ cứu nạn, không để bị động bất ngờ. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn diễn ra sáng nay. Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, năm 2021, thiên tai đã làm 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng và là năm có số thiệt hại thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Tuy nhiên, thiên tai vẫn diễn ra ngày càng cực đoan, bất thường, không tuân theo quy luật, đặc biệt là bão mạnh, mưa lớn cục bộ, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng với các sự cố ngày càng đa dạng về loại hình, mức độ nghiêm trọng nên công tác phòng ngừa, ứng phó phải được chú trọng hơn nữa. Các số liệu về phòng chống thiên tai, lụt bão đòi hỏi cần phải kịp thời, nhanh chóng, chính xác, cập nhật sớm nên không áp dụng khoa công nghệ thì sẽ không đạt được yêu cầu. Hiện nay,
đã có bộ cơ sở dữ liệu với trên 30.000 đầu mối theo dõi, nhưng so với nhu cầu thực tiễn còn xa hơn rất nhiều. Từ đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị sẽ có đề án chuyển đổi số trong phòng chống thiên tai. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cũng đề nghị các bộ, ngành tăng cường phối hợp để khẩn trương hoàn thiện đề án nâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải tiếp tục tập trung khắc phục trong thời gian tới. Phó Thủ tướng lưu ý hai vấn đề là quy định, quy chế và việc điều hành hồ chứa cần phải rà soát lại, đảm bảo không để xảy ra tình trạng xả lũ mà gây thiệt hại tính mạng của người dân. Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, giám sát thiên tai, chỉ đạo xử lý kịp thời các sự cố, vụ việc cần cứu hộ, cứu nạn, không để bị động, bất ngờ. Chúng ta tuyệt đối là không những không chủ quan mà nên liên quan tới tính mạng của nhân dân, rồi liên quan tới cái cơ sở vật chất, cái thiệt hại nó lớn như thế. Trên tinh thần là cái phòng chống thiên tai chúng ta tập trung thật là cao, thật cao để chúng ta triển khai các cái giải pháp cho năm 2022 để phấn đấu. Các ông chí cũng nói là cần phải có cái sự may mắn, nhưng để 2022 này giảm thiểu thấp nhất cái thiệt hại do thiên tai. Năm 2022, các bộ ngành, địa phương tiếp tục xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố sát với thực tế, nhất là thiên tai, sự cố lớn trên diện rộng, đặc biệt là phương án chỉ đạo điều hành, triển khai các đoàn công tác hiện trường, cũng như phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai và dịch bệnh.